Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là Đồng lại tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của mình. Cũng đã có một thời gian lâu lâu không có video để đăng lên cho các bạn xem. Thì hôm nay là Đồng sẽ khắc phục lại cái con xe máy phân khối 150. Đấy, con này thì quá là nát rồi. Thì mình sẽ làm lại con này từ đầu đến cuối xem là nó có đẹp hay không nhá. Đấy. Thì do mình cũng có thời gian không có thời gian để mà làm những cái video sửa máy cho cày các kiểu cho các bạn, cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại về cái xe máy này. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục để khắc phục lại cái xe này để cho nó như như mới luôn nhá, để xem là máy móc có như thế nào, êm không? Đấy. Đây đang rất là rách nát. Con này về mình vừa mới mua về nhé. Mình vừa mới mua về rẻ tiền không? Con này mua về sửa. Đấy, mua rẻ tiền. Còn mình xăng các thứ là rất là đẹp luôn. Đấy. Thì cái bộ đầu là cũng nát hết rồi. Thì cái này mình sẽ thay lại cái đầu tròn, mình có thay loại này nữa. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ thay. Khi nào mình lắp xong rồi mình sẽ quay tiếp tục quay cho các bạn xem nhé, xem là con xe này nó có đẹp mức độ nó như như thế nào và sửa mất đi bao nhiêu. Sửa xong hết nhá các bạn nhé. Đây mình cũng đã thay cái bộ đồng hồ với lại đèn pha. Đấy. Đèn pha của bình thường. Đấy. Đèn pha tròn nhé, vẫn còn máy móc vẫn là còn rất là mới nhá, là rất là đẹp luôn. Xe này đi phượt là ok nhé các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình cũng đã chạy thử cái đường đất là cũng rất là ok. Lốp thì hơi mòm tí. Hôm nay là mình cũng đã chạy cái đường đất thử rồi. Máy móc là bây giờ. Đấy, lấy chìa khóa cho bố nhanh lên. Máy móc rất là êm nhé. Đấy kia kia. Ở dưới mà. Ơ? Đâu?
À đấy, đây, ở đây, đây. Đây nhá, chìa khóa đây. Bây giờ mình sẽ nổ máy để các bạn nghe cái tiếng của cái sạch đăng số đi. Xe này có 5 số nhá. Có 5 số. Để giờ phải là 1. Số 1 đi chạy luôn đẹp luôn. Rồi, mình sẽ nổ máy cho mọi người nghe cái tiếng của cái xe này nhá. Đấy. Máy móc rất là êm nhá. Đây, không đi ra khói gì cả. Mình sẽ nổ nhá. Mắc cực kỳ là êm nhá. Đây nó nào. Bấm ạ. Bấm bấm. Rồi. Đấy. Bấm tí hơi bé đi. Mình cho nó to một tí để cho nó nổ. Rồi. Các bạn nghe không? À, bỏ ra. Rồi, bỏ ra. Rồi, bây giờ là động cơ của cái máy này là vẫn rất là êm nhá. Đây. Nhìn. Đây. Mình đã chế lại cái xi nhan nhé, bởi vì cái xi nhan của cái mình lắp lại quả in thường thôi. Đấy, máy móc hiện tại đang nổ rất tốt này. Đấy, thì cái đèn pha các thứ là mình đã chế hết rồi. Chế lại. Cái này cũng thay lại mới nhá. Đấy. Con này là máy đứng này. Quả té. Rồi, bây giờ mình sẽ ga thử cái máy của nó. Đó. Rất là êm. Máy rất là êm mà mẫu má của cái xe này rất là đẹp nhá. Bây giờ mình sẽ quay lại đằng trước. Đây. Nhìn to. Đấy. Cái bộ này là chế hết quả bình thường nhá. Bỏ đây. Máy móc là vẫn rất là mới nhé. Đây các bạn xem bộ máy này. Máy đứng. Đấy, hôm nay mình cũng đã chạy thử cái đoạn đường đất à. Là rất là ok luôn. Quay được bằng thế mà thế. Quay được bằng thế. Nhìn rất là đẹp nhé. Hiện tại là máy cũng đang nổ. Đây, các bạn nghe thấy tiếng máy nó rất là êm. Vẫn còn hôm nay là mình cũng đã rửa sạch với lại tải lại những cái vết bẩn là nhìn vẫn còn rất là mới nhá. Quay xe cho các bạn xem. Đấy. Rất là đẹp. Lốp thì cũng hơi mòn cho nên là chưa thay lốp. Giờ mình sẽ tắt tiếng máy nhá. Ok, mình đã tắt. Mày ơi là mày sao mày được cái lại. Đây, đừng xỏ những cái đấy vào đấy.